Hello, mình Cao xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay em quay cái video. Mấy nay dịch quá, ở nhà không Sài Gòn, chỉ thị 16 rồi đóng cửa, rồi buôn bán, đi lại nó cũng khó khăn. Thì trước tiên thì chúc anh chị em cả nhà được nhiều sức khỏe, cố gắng ở nhà để mà chống dịch nha. Còn bây giờ thì em sẽ quay video, coi video của em. Em quay em có gửi đến anh chị em hôm nay những cái em bút với lại buôn pháp. Thì anh chị em yêu thích em nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho em nha, hoặc liên hệ qua em cái Zalo 0939222211. Rồi bây giờ em sẽ chuyển hướng máy qua bên đây. Rồi đây cả nhà, thì em mấy bữa nay nè, đó cửa em mở cái hướng này luôn, ở đây là cái giếng trời, cái nó xuống nên năm gia là ở trong đây rất là lạnh, mặc dù để đèn nữa. Bên kia thì em để cái quạt đó, bên đây có cái quạt nữa nè, đó nên năm gia là cái quạt cái hơi nó thổi vô cái hướng này, em phải che lại. Chứ nếu không che là nhiệt độ thay đổi rồi xong mấy bữa nay thì đâm ra nó con chó nó sẽ bị khục khịch, nó sổ mũi nha. Nên đâm ra mùa này anh chị em phải xuyên che lại giúp em. Đó, bây giờ em sẽ nhấc cái này lên. Em nhấc hết mấy cái này lên. Che cái bạc ni lông lại lại. Phải kỹ lưỡng chứ không kỹ lưỡng nó bệnh là nó bệnh nó lây cả làng hết. Rồi trước tiên xin gửi đến cả nhà hai cái em bút cái. Rồi em bút cái đó, mặt mũi ok, ăn uống rất là tốt. Em này nữa, chích ngừa hết rồi nha, mấy em này em chích ngừa hết rồi. Thì nếu trong Sài Gòn thì em giao được, còn ngoài tỉnh thì để coi xe xiết mấy bữa nay nó chạy nó là sao, nó ok không. Thì ở lên đây là em đực đó. Rồi em đực cũng bút ít luôn, rất là dễ thương. Thì bút em chiếu sơ qua thôi, thì bút thì mọi người cũng biết nhiều rồi. Bây giờ em qua cái con buôn pháp thì chiếu hai em dưới đây cho cả nhà xem. Hai em dưới đây là hai em cái màu red màu đỏ đó. Thì một em này nó đang mọc lông lại nè, nó bị lát đó, đang mọc lông lại, tắm rửa sạch lẽ mọc lông lại, cái mặt rất là đẹp nha cả nhà. Đây cái mặt rất là ok, body đỏ hết luôn đó, full luôn, full red luôn, đuôi luôn, đuôi cục sát. Em bên đây cũng vậy, em bên đây đỏ hơn luôn nè đó. Mắt ra cho cả nhà xem mặt mày người rất là đỏ ha, lớn lên sẽ đỏ nữa, đuôi cũng sát, cục sát luôn. Đó là cái tướng tá kịch cộm, xương tay xương chân to, nãy em mới cho uống sữa xong giật mình. Đó, rất là dễ thương ha. Đây coi, giỡn kìa, giỡn kìa, giỡn kìa, trời giỡn kìa. Thì anh chị em nào mà yêu thích cái em cái mà màu red vậy thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0939 222211, hoặc liên hệ qua cho em cái Zalo của số đó để em gửi cái thông tin và giống như những cái hình ảnh nào đó mình muốn coi nó rõ ràng hơn thì em sẽ gửi. Rồi em báo giá qua anh bản luôn. Nhưng mà mấy em này là tầm giá là mười mấy triệu hết nha, chứ không có giá là 7-8 triệu đâu. Chó 7-8 triệu thì không có. Với một số anh chị em hỏi không, em có nhận một cái tin nhắn là con bút á mà 6-7 triệu thì có giấy VKA không. Thì bút hiện tại bây giờ mà có giấy nó còn ít hơn là buôn pháp nữa. Buôn pháp có giấy thì dễ nha, chứ còn mà bút mà có giấy á nó rất là khó. Đó em này đang chuẩn bị muốn ị rồi nè. Bút mà có giấy thì rất là khó, nên năm gia là bút mà có giấy nó phải mười mấy triệu, hai mươi mấy triệu thì mới có giấy VKA. Chứ không ai mà đi 6-7 triệu mà con có còn có giấy cả. 6-7 triệu chỉ là chó mà nó ị lên cái khăn. Lấy khăn ra đó đi phân rất là tốt ha. Đi phân rớt xuống rất là tốt. Để em lấy cái tờ giấy em hốt. Lấy cái tờ giấy em hốt. Rồi cả nhà đợi em chút xíu em quay lại nha. Rồi ok, vừa hốt xong đó, rất là lanh lợi nha, chích ngừa rồi. Hai em bên đây cũng đầy giỡn. Thì cả nhà thấy không, cái màu nó red nó đỏ đậm lắm, cái màu bút nó vàng lật lạc, màu này rất là đậm nha. Rồi lên trên đây là hai em đực,
Một em là đực màu bò sữa. Đó. Mảng màu trên lưng nè. Đuôi nè. Mảng màu trên lưng nè. Đó. Lỗ tai đứng rồi. Còn một em này á, là em đực màu blue. Cái đầu bự ghê chưa. Đầu mặt mỏ, đầu to ha. Xương tay xương chân to ha. Vài bữa nữa là cái lỗ tai nó đứng lên. Nè, cái lỗ tai sẽ đứng lên giống như em này. Mấy em lỗ tai sẽ tự đứng lên. Vài bữa đó lỗ tai đứng lên nó sẽ rất là ngầu. Trên người nè, cho cả nhà xem trên người. Trên người thì cũng đang mọc lông lại đó, những chỗ này nè. Nó hai lông nó bị lát, nó mọc lông lại. Em này full lưu luôn. Em này không có dện chứ. Không có dện. Đuôi sát bưng nha. Rồi. Ngực nè, ngực có yếm trắng một chút. Cái mặt rất là cưng. Rồi anh chị em yêu thích mà em đực màu blue. Màu blue này á, là màu màu mới thì không mới, nhưng mà nó thuộc dạng vô tiếp những cái màu hiếm. Mà từ màu blue, màu lách tan, màu chocolate, màu lilac là nó thuộc vô màu hiếm. Thì những cái màu này, màu loan nữa, là những cái màu này là màu chắc chắn sẽ không có giấy nha các bạn. Dù các bạn có đem từ nước ngoài về thì nó cũng sẽ là không có giấy, tại vì hiệp hội không có công nhận cái màu, những cái màu này. Nó nói là cái màu lỗi, nhưng mà mình chơi thì nó rất là đẹp và nó giá trị, tính ra nó lại mắc tiền hơn những em này. Em blue này thì sẽ mắc tiền hơn là màu bò sữa nha. Mà nếu mặt đẹp đó cả nhà xem nè, đầu to, mặt mũi như vậy, mặt đẹp như vậy, lanh lợi, xương tay xương chân to, tướng tá rất là ok, lực lắm nha. Thì cái giá trị nó sẽ cao, lớn lên càng lớn càng ngầu. Nó không phải là màu đen không cả nhà thấy không, đây nè, đây là màu đen ha. Đó, đây là cái bản mảng màu đen. Còn ở đây không phải màu đen mà nó là màu xanh xanh, xám xanh xanh, màu xám. Thì cái màu này á, thì trong người nô buôn Pháp thì kêu là cái màu blue, màu lưu á. Thì cái lông đó anh chị em thấy không, ngay cái bàn chân của nó cũng vậy nè, nó khác cái màu đen ha, nó là màu xám xám xanh xanh. Rồi anh chị em nào mà yêu thích hãy liên hệ trực tiếp qua cho Bình Cao qua số điện thoại 0939222211 để em tư vấn và em báo giá từng em. Ở trên đây là hai em đực, ở dưới đây là hai em cái. Ở hai em cái quẩy ghê, hai em cái làm giống ok nè. Rồi bên đây là mấy em bút. Rồi xin chào cả nhà, hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những cái video tiếp theo. Đây nha con. Rồi bye bye, xin chào cả nhà.